đi ngủ. Em tét, em tét. Rồi đây. À con ơi, con buông rèm xuống cho em. Tối tối cái phòng này em mới ngủ được nha. Tuệ An ơi, khi mà Du ngủ thì mình sẽ cho em vào trong giường này ngủ nhá. Giường gì vậy? Trong giường của em á. Dạ ok, trong nồi đúng không mẹ? Ừ, con với cả Alex xoay sở nha. Trên rồi đắp chăn đúng không mẹ? Đúng rồi. Em đang ngủ đây. Ok, bây giờ các con có cách nào các con Du ngủ nhá. Ok, mẹ đi nhá. Sorry ơi. Sorry. Zoe kệ, Zoe nằm đây, nằm đây. Tay thương, thương thương. Zoe lay down, thương ông vào, thương Zoe. Thương thương thương. Alex đã từng đề cập đến chuyện là con thích mẹ có em, nhưng mà cũng không có hẳn là đòi hỏi 100%. Nhưng mà Thảo Trang cũng nhận thấy được cả hai anh chị luôn là có một cái tố chất có thể có khả năng chăm em rất là tốt, cũng chiều chiều theo ý em. À, nhưng mà do chắc là chưa có nhiều kinh nghiệm thôi, có thể là chắc phải có em thật. Mà làm mọi thứ dễ nhẹ nhàng á. Ok, go to sleep. Nè, giờ bọn mình phải giả vờ ngủ thì Zoe mới ngủ được. Giả vờ ngủ như thế. I'm go to sleep, ok? I'm going to sleep, okay? I'm going to sleep, okay? Đây, ta coi cái mông em buồn cười lắm. Chị phải ăn lùi vào trong cái cuỗi của em đúng không? Có đường nữa ra đâu, Xui ơi. Thôi làm lộn mấy. Thế sao mình phải đón ngay khúc này? Tại Xui nó buồn ngủ quá rồi mà. I'm going to sleep. Em thấy cái phòng ngủ của em nên trộn rộn quá. Em đang ngó Alex. Em đang thấy có người lạ trong nhà. Em ngó em ngủ nữa. Nghi quá, nghĩ cái cuộc ngủ này không thành công quá. Nhưng mà có khi phải tắt đèn tối một chút xíu. Sáng quá à. Tối sáng quá bạn kia. Ừ, có chứ không? Ủa là Du giữ chưa? Là ai Du ai? Trời ơi là trời. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3, 2024.